Din Jo. Tidak ada. Main kita tadi pelanggaran seperti dicoba dijemput oleh Marcel tapi ditinju keluar oleh jauh yang coba dilakukan. Kirinya juga cukup kuat Valen, tapi memang bola masih 1 meter di samping kanan gawang Thailand. Ini dia, Ferdianza. Oh, sayang sekali. Mencoba dengan tendangan yang keras itu. Pendek, lolos lagi. Lolos lagi. Aduh, kelamaan kayaknya. Iya, terlambat dulu bersama Ahmad Rusadi. Lahiran 10 Mei 2004. Sudah ditendang kali ini. Jabret! Jabret! Aduh, Jabret! Masih belum. Offside. Langsung dia ke gawang. Iya, Tata tadi memilih mencoba mengarahkan bola ke tiang jauh. Oke. Kejauhan, sayang sekali hoki tadi. Selin membuang bola dulu, aduh. Tadi memegang paha belakang. Kelihatan dia, ya, merasa sangat kesakitan. Ya. Mudah-mudahan bukan sesuatu. Ronaldo! Ronaldo! Đây! Vẫn là Ronaldo! Không được! Một đường chuyền bóng dành cho thủ môn của Ronaldo. Đó là tấm thẻ vàng dành cho cầu thủ mang số 7 bên phía U19 Thái Lan. Tốc độ tốt! Đưa vào! Không được! Đánh đầu! Vẫn còn cơ! Không vào! Kakana chéo vào! Có ý đồ! Đánh đầu! Không vào! Đó là tình huống băng lên. Treo vào. Rất nguy hiểm. Cả căng. Chống biên. Cả ngang đi đâu. Ngã rơi. Nhưng không có penalty. Có một chút gọi là nhỉnh hơn so với cả đường chuyền, cơ dứt điểm, không vào, đưa bóng vào, thêm một pha xử lý tốt, một thời cơ dành cho Thái Lan, sai lầm đến từ hệ thống hàng phòng ngự của Indonesia, dứt điểm vào, một người không thể tốt hơn để cho Thái Lan. Huấn luyện viên của xứ vạn đảo cũng sẽ trông giờ rất nhiều vào pha bóng cố định này. Đưa bóng vào. Đánh đầu. Vẫn là một tình huống đánh đầu hơi cao. Indonesia. Rất hay, đây rồi. Không được. Đánh đầu, không được. Và đúng lúc này thì trọng tài đã nổi còi kết thúc cuộc đối đầu giữa U19 Indonesia cùng với U19 Thái Lan. Một trận đấu mà cả hai đội đã bất phân thắng bại. Bây giờ thì các cầu thủ cũng đã đổ gục trên sân. Đây là Ronaldo, người cũng đã có một thời cơ đối mặt với thủ môn ở trong hiệp 1 nhưng anh đã không thành công. Một trận hòa và cả hai đội sẽ có thêm một điểm nữa. Cục diện của bảng A lúc này vẫn đang trở nên vô cùng khó lường. Và thêm một vòng đấu nữa, chúng ta vẫn chưa thể xác định được tấm vé đầu tiên có thể lọt vào vòng bảng bán kết tại U19 Đông Nam Á năm nay. Và một lần nữa Alex cũng xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể các bạn đã đồng hành cùng với mình